Mới đây, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ nhân dân Lào bị thiệt hại nặng nề do sự cố vỡ đập thủy điện Sê Pai Sê Nạm Nội. Phát biểu tại buổi quyên góp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, để chia sẻ những đau thương mất mát của người dân Lào, các tập đoàn, tổng công ty, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã nhanh chóng triển khai quyên góp tại các đơn vị, đóng góp vào số tiền ngành công thương hỗ trợ người dân Lào. Bộ trưởng hy vọng những tình cảm của người lao động ngành công thương Việt Nam sẽ phần nào hỗ trợ người dân Lào sớm vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định cuộc sống. Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền quyên góp đã gần được 2 tỷ đồng. Hiện các đơn vị trong ngành công thương vẫn tiếp tục quyên góp, ủng hộ giúp đỡ nhân dân Lào khắc phục hậu quả thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện gây ra.